Trận chung kết trong series đấu thứ tư. Số lúc này đang là 0-2. Bên kia là quân đẹp Siang và AC, nhưng chúng ta cũng không phải quá sâu. Summer và Zoman chờ bài thôi. Bài Mark Binh thì vẫn thi đấu thoải mái. Rồi Hiếu đầu 5 con sẽ nằm sát tại khu vực nhà chính. Zoom đây, quả phụ rồi, voi rồi. Hiếu đầu đây. Thêm một đôi voi nữa dành cho tí. Có khi là ba con cũng nên. Rồi ba con. Bài đã là Mark Binh. Chủ động đánh ít dần trận đấu này. Xe của Măng vẫn lên đời sớm hơn mình một chút. Thế mà chắc chắn là Xeang đánh chém, còn lấy gì anh cung rồi. Oh my.
vậy là gặp AC. AC cũng khá dễ được không nhỉ? Không giáp đầy đủ, rất nhoi. Kín luôn. Khó đi đấy. Rất khó đi. Chơi được tên này. Vâng, tí bảo vệ là ăn được dân ngoài vào đi ăn hoang của văn lớp. Vừa có bánh xe xong thôi. Đã ăn hoang nên văn lớp cũng không phải là khỏe đâu. Rồi phù được hai con lạc đà luôn. Ưng. Ừ. Năm nhá, bãi vàng. Ruộng ở sát mép 6 giờ nhá. Rồi, xem khả năng tên này sẽ bay. Năm đẩy quân nhá. Thế này chúng ta cũng chưa bắt được cái tên cung R ấy đâu. Họ đứng cái thế cũng khá khó chịu. Tham đang là 30. Một năm sang nha. Hám này cũng tích được tương đối nhiều quân đấy. Không hề đơn giản. Ừ.
có vẻ như đã là giáp 4. Chém rất lâu chết. Rất khó để đi vào đây. Giờ AC thì trận này cân đô. Cái thế nhà giờ cũng khó mà đi vào được. Bạn như này thì đội bạn lấy đâu ra đường vào? Cũng đúng một mặt tướng mà ai giờ xuống thôi. Không ba.